Tottenham khốn khổ vì Harry Kane và Son Heung-min. Theo cựu hậu vệ Gary Neville, cặp đôi Harry Kane và Son Heung-min đã trở thành những cầu thủ tâm thương trong trận thua nặng nề dưới tay Arsenal. Harry Kane có tâm trạng không hạnh phúc, ngôn ngữ cơ thể của anh ấy thể hiện rất rõ điều đó. Cựu đội trưởng anh Gary Neville bình luận về đội trưởng hiện tại. Sau thất bại mục 3 của Tottenham trước Arsenal ở vòng 6 Premier League, có vẻ như Kane vẫn đang tiếp diễn tình trạng đó ngay từ mùa hè này. Kane vẫn đóng góp vào lối chơi chung của đội nhưng không còn là chính mình nữa. Trên sân Emirates, đội khách Tottenham nhập cuộc uể ỏi và bị Arsenal dẫn trước ba bàn chỉ sau 34 phút. Cuối hiệp 2, Son heung minh rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhưng Tottenham vẫn nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại Premier League. Harry Kane vẫn chưa ghi bàn nào sau 5 trận ở Premier League, khởi đầu tệ nhất của Anh ở mùa giải 2012-2013. Trong trận thất bại trước Arsenal, số lần sút cầu muôn của thủ quân tuyển Anh chỉ là 4 lần ít hơn cả trung vệ Harry Maguire của Man United. Cả Son và Kane đều trông không hạnh phúc. Devin tiếp tục, tôi thấy vấn đề không chỉ với Kane mà còn với Son. Họ giống như những đứa trẻ bị vỡ bóng bay trong bữa tiệc. Sự hợp tác của họ không giống như như mùa giải trước. Cả hai đều gặp khó khăn. Kane và Son là hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Tottenham mùa trước với lần lượt 33 và 22 bàn trên mọi đấu trường. Tính riêng tại Premier League, Kane ghi 23 bàn, còn Son lập công 17 lần. Trong khi Kane cố gắng ra đi không thành công vào mùa hè này, thì Son đã ký hợp đồng gia hạn với Tottenham đến năm 2025. Kane đã ghi được 17 bàn thắng trở lên tại Premier League trong 7 mùa giải gần đây. Ở mùa 2020 đến 2021, anh dường như đang trải qua quá trình trẻ hóa. Tiền đạo người Anh đã có được 23 bàn thắng và giành vua phá lưới giải đấu. Đây là lần thứ ba anh làm được điều này sau các mùa 2015 đến 2016 và 2016 đến 2017. Về mặt vị trí, Kane liên tục lùi sâu hơn với tư cách là một tiền vệ kiến thiết và có được 14 pha kiến tạo tại Premier League mùa trước, cao nhất giải đấu. Như vậy, anh đã đóng góp vào 37 bàn thắng cho Spurs mùa giải ngoại hạng Anh. Tỷ lệ bàn thắng dự kiến của Kane đã giảm đi đáng kể trong mùa giải trước. Nguyên do anh phải di chuyển rộng hơn và lùi sâu hơn chứ không phải do nhưng một phần cũng vì sự thiếu sáng tạo của đội bóng. Họ chính là hai ngôi sao của Tottenham và phải tạo ra sự khác biệt khi mọi thứ đang trở nên dần tồi tệ hơn cựu huấn luyện viên Graham Saunders tiếp lời Nevin nếu không phải họ, Tottenham sẽ trông chờ vào ai, nhưng cả hai giống như các cầu thủ đang hối hận về chính mình. Đã đến lúc Kane và bất kỳ cầu thủ nào mơ ước thành cầu thủ lớn của Tottenham phải đứng lên. Leslie King, cựu tiền vệ Tottenham, cho rằng vấn đề của Kane chỉ đơn giản là kỹ thuật chứ không phải ảnh hưởng tâm lý từ vụ lùm xùm mùa hè. Tôi không lo lắng về tâm trạng của Harry vì tôi biết cậu ấy đang trở nên tốt hơn mỗi ngày với tham vọng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất có thể. Nhưng Leslie King không bác bỏ ý kiến của Nevin. Harry luôn quan tâm đến việc ghi bàn nhưng rõ ràng cậu ấy đang đánh mất phong độ. Harry không giống như mùa trước và Tố Tinh Ham đang khốn khổ vì điều đó.